Thầy bói môi giới hối lộ vụ Vũ Nhuồm bỗng trở thành linh mục sau một năm ra tù. Thầy bói Hồ Hữu Hòa, người môi giới hối lộ số tiền 5 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ, bất ngờ xuất hiện trong hình ảnh linh mục của giáo phận Vinh chỉ một năm sau khi ra tù. Hồ Hữu Hòa sinh năm 1984, có biệt danh là Cậu Hòa. Cậu Hòa vốn là thầy bói, làm nghề tư vấn về phong thủy, tâm linh tại tỉnh Nghệ An. Hòa bị bắt hồi năm 2019 với cáo buộc giúp cựu thượng tá tỉnh báo công an Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhuồm, hối lộ với số tiền 5 tỷ đồng để chạy án. Trong phiên tòa tháng 11 năm 2021, ông Hòa bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết án 2 năm 8 tháng tù bằng thời gian bắt tạm giam và được trả tự do ngay tại tòa. Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo phận Vinh khẳng định với đại trường tự do qua điện thoại vào ngày 9 tháng 2. Tôi biết nhân vật Hồ Hữu Hòa này, người mà đã từng liên quan đến vụ án Vũ Nhuồng và linh mục Hồ Hữu Hòa mới được truyền chức ở Phi Lực Tân thì đó cùng là một nhân vật.